Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Chính Tàu Mobile, và mình là Bình Minh. Hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm nó rất là tốt, cũng như là nó cung cấp một cái bầu không khí luôn luôn trong sạch và đổi mới trong căn phòng của gia đình mình. Và nếu như mà chúng ta gặp phải những cái tình trạng là căn phòng của mình có mùi hôi nè, hoặc là ẩm mốc, thì các bạn hãy nán lại đôi chút và ở lại xem hết video clip này. Tại vì ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mang đến cho các bạn một cái giải pháp mà giúp cho căn phòng của mình luôn luôn có hàm lượng oxy mới nè. Đó chính là máy thổi không khí tươi thông minh của nhà SmartMe. Các bạn, khi mà các bạn mua cái sản phẩm này về thì mình khui hộp ra thì sẽ có những cái thiết bị chính là một cái chiếc máy thổi không khí tươi thông minh Fresh Air Blow của SmartMe, và kèm theo với đó là một cái đường ống để các bạn có thể bắt ở vị trí trên cao và chúng ta lấy cái hàm lượng oxy trao đổi ở bên ngoài vào trong căn phòng của mình. Và chi tiết hơn nữa thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để các bạn có thể làm theo và lắp đặt cho cái chuẩn, đạt được chuẩn ok nhất. Và chúng ta sẽ thử nhìn sơ qua về thiết kế của cái chiếc máy thổi không khí tươi thông minh đến từ nhà SmartMe nha. Và các bạn có thể thấy là cái vị trí này, cái kích thước này nó cũng không quá là nhỏ, nhưng mà mình nghĩ là nó phù hợp để mà nó lấy được một cái lượng không khí trao đổi cho căn phòng của gia đình mình. Và các bạn có thể quan sát nè, ở đây nó có một cái màn hình hiển thị qua LED. Để các bạn khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ có những cái thông số chỉ về nhiệt độ này, độ ẩm, cũng như là những cái hạt bụi với kích thước và báo động thì nó sẽ hiển thị lên cho mình. Chút nữa khi mà mình cắm điện thì các bạn sẽ quan sát chi tiết hơn. Và mặt ở phía sau nè, đó đó, các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái vị trí ống tròn, các bạn biết chị không, để chúng ta có thể lắp cái đường ống này vào và lấy không khí ở bên ngoài, bảo đảm là cái bầu không khí trong gia đình mình nó luôn luôn luân chuyển và có được một cái hàm lượng oxy mới là vậy á. Đó là cái lý do vì sao mà cái chiếc máy này gọi là chiếc máy thổi không khí tươi thông minh. Và các bạn sẽ thắc mắc rằng là lấy không khí tươi thông minh thì liệu rằng là những cái vật bụi nè, những cái hạt tinh thể bụi thì nó có lọc sạch không? Thì ngay bây giờ đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Với cái chiếc máy thổi không khí tươi thông minh đến từ nhà SmartMe á, thì các bạn có tới 3 lớp filter. Bình thường á, mình chụp hình á, một lớp filter thôi là các bạn đã thấy là da mặt của mình nó mịn rồi. Và với cái chiếc máy thổi không khí tươi SmartMe này thì nó có tới 3 lớp filter luôn. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ lớp lọc này nha. Đó đó đó, đây. Các bạn có thể nhìn thấy nè, với cái vị trí này mình chỉ cần lấy nhẹ ra thôi. Đây. Đó, với lớp lọc này. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy với lớp lọc ngoài cùng á, đây là lớp lọc metal filter. Và lớp lọc này thì kiểu như là nó có kim loại thì nó sẽ lọc, cái đường lọc của nó hơi lớn, nó sẽ lọc được những cái loại bụi có kích thước lớn như là bụi giấy nè, bụi cây, cỏ này kia khác nọ thì nó sẽ giữ lại. Và vào sau ở bên trong á, cái lớp giữa thì cái lớp lọc của nó sẽ nhẹ hơn tương đối. Đây, với cái lớp lọc này nó, các bạn có thể nhìn thấy nè, với lớp này là lớp lọc trung bình để chúng ta có thể lọc được những cái hạt bụi nhỏ hơn. Với những cái hạt bụi này thì kiểu như là phấn hoa hoặc là những cái hạt bụi mà nó làm cho mình bị dị ứng. Và sâu ở trong cùng là một cái lớp lọc cao cấp là lớp lọc HEPA 13. Với như các bạn nào mà chúng ta sử dụng những cái chiếc máy hút bụi thì nghe tới HEPA 13 thì không còn xa lạ gì nữa. Và cái lớp lọc này thì nó sẽ giúp loại bỏ được những cái lớp bụi, những cái hạt bụi có kích thước cực kỳ nhỏ bé như là hạt PM 0.3 này, PM 2.5 nè. Cái hạt bụi nói chung là nó siêu 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 nhỏ luôn, để có thể giúp cho cái bầu không khí của mình nó luôn luôn trong sạch các bạn nha. Để cho cái hiệu suất lọc sạch nè, cũng như là mang lại một cái bầu không khí chất lượng nhất khi mà các bạn sử dụng á, thì tốt nhất là chúng ta nên vệ sinh một tháng một lần. Và để có thể thay đổi cái lớp này á, thì dao động khoảng chừng 3-6 tháng tùy vào cái tần suất mà các bạn sử dụng nha. Ok, và để cho các bạn có thể có cái nhìn rõ ràng nhất thì bây giờ đây mình sẽ tiến hành cắm điện trải nghiệm trực tiếp với cái chiếc máy thổi không khí tươi thông minh này nha. Và các bạn thấy rồi đó, khi mà mình cắm điện thì nó sẽ hiển thị lên cho mình một cái báo, một cái tiếng tin như vậy để báo tin thôi. Ok. Và đây các bạn sẽ thấy đây là màn hình OLED, mình chỉ cần cảm ứng nhẹ như thế này. Ở đây nó hiển thị rất là rõ những cái thông tin cho các bạn khi mà mình sử dụng nè. Ví dụ như đây là chỉ số hạt bụi PM hiện giờ trong căn phòng của mình, nó rất là sạch luôn mọi người. Nó chỉ là 0.01 luôn. Và
CO2 0789. Kiểu như nếu như mà căn phòng của bạn nó bị thiếu hàm lượng oxy thì nó sẽ báo lên cho các bạn để các bạn thay đổi. Và đây là độ C nè, đây là độ ẩm. Đó, à và các bạn biết không, mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đây lần lượt ở đây chúng ta sẽ có thể tùy chọn các cái chế độ khác nhau. Với cái chế độ đầu tiên, à đây là chế độ, đây đó, đây nè, các bạn có nhiều cái chế độ đây. Với cái chế độ A này thì nó sẽ giúp luân chuyển cũng như là lọc được không khí trong căn phòng của gia đình mình. Còn ok, khi mà các bạn lọc không khí vào buổi tối thì nó sẽ vận hành kiểu êm ái hơn và chọn được một cái chế độ ok nhất cho không để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng. Và tiếp vào đó, đây sẽ là một cái chế độ, đây các bạn sẽ thấy là từ nó nhảy quá mọi người. Tới cái chế độ mà bạn thấy là nó luân chuyển ba cái dấu chấm hình tam giác như thế này, ba cái dấu chấm tròn ở ba đỉnh của tam giác á, thì đây là một chế độ tự động tắt. Khoảng 30 phút thì nó sẽ tự động tắt để không gây ảnh hưởng cho người sử dụng cũng như là nếu như các bạn muốn tùy chỉnh. Và tiếp theo đó, với những cái đường thang á, đường thang 1 nè, đường thang 2 và đường thang 3 lần lượt sẽ là từng cấp độ gió khác nhau, cấp độ gió nhẹ, cấp độ gió trung bình và cấp độ gió mạnh, tùy vào các bạn khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng. Và với cái khả năng lọc á, cũng như là khi mà có tiếng ồn mà chiếc máy này nó vận hành thì liệu rằng cái tiếng ồn của nó có lớn hay không, thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, khi mà tiếng ồn với một cái chiếc máy thổi không khí tươi Smart Me á, thì độ ồn của nó rất là thấp mọi người, nó không gây ảnh hưởng về hiệu quả mang lại không khí cho gia đình mình, cũng như là không gây ảnh hưởng là nó quá ồn. Nếu như trong trường hợp mà nhà mình có cái bé nhỏ thì nó chỉ là 41 decibel cho một không gian diện tích. À, và chiếc máy này nó sẽ đạt hiệu quả mang lại không khí ok với không gian diện tích là 41 cho đến là 60 mét vuông các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là mình đang chọn chế độ là gió mạnh đó, cái luồng không khí gió nó sẽ ở trên này nè các bạn, ở trên khu vực này. Ok các bạn, và khi mà mình bật cái chế độ này á, thì nó sẽ hiển thị nó sẽ ra cái luồng không khí gió mới ở trên khu vực ở phía bên tay của mình nè. À, và các bạn biết không, trong trường hợp mà căn phòng của mình á, có mùi hôi hoặc nó không có đủ cái hàm lượng oxy thì cái vòng tròn này nè, đó các bạn sẽ thấy ở đây á, nó sẽ có một cái vòng báo đúng không, màu xanh lá cây, là tình trạng không khí trong căn phòng của mình rất là ok đó. Nếu như mà căn phòng của bạn không có ok hoặc là nó bị xấu thì nó sẽ lần lượt báo là màu cam và màu đỏ nha các bạn nha. Với màu cam thì nó hơi chúng ta có thể tùy chỉnh được, còn nếu như màu đỏ thì là nó xấu rồi đó, và chúng ta phải lọc không khí liền để không có bị gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình. Các bạn thân mến, với máy thổi không khí tươi thông minh Fresh Air Blow Smart Me á, thì còn được trang bị thêm hệ thống sưởi phụ trợ bằng điện BTC và thích hợp sử dụng cho những thời tiết trở lạnh đột ngột nè, chúng ta có thể sưởi ấm khi mùa đông tới. Thổi khí tươi phiên bản sưởi được trang bị BTC, đây là một loại gốm sứ sưởi bán dẫn có thể tự động điều chỉnh được quá trình tạo nhiệt BTC nè theo nhiệt độ môi trường ngoài, trợ giúp được việc tiết kiệm điện cũng như là tiết kiệm năng lượng cho người sử dụng. Ok, và các bạn thân mến, với nhãn hàng Smart Me thì các bạn cũng biết đây là một trong những cái nhánh nhỏ của nhà Mi Home. Và khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này thì với thao tác chạm nhẹ ở trên thiết bị thì các bạn còn có thể điều khiển từ xa thông qua app Mi Home nữa. Với một cái chiếc máy giúp thở không khí tươi mang lại một không khí giàu hàm lượng oxy trong căn phòng của gia đình mình thì các bạn đã sở hữu chưa? Và nếu như các bạn chưa sở hữu thì mình có thể đến ngay với hai địa chỉ cửa hàng Chín Tầng Mobile để có thể trải nghiệm cũng như là sở hữu ngay để mang lại một cái bầu không gian trong lành cho gia đình của mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã ở lại và theo dõi hết video clip vừa rồi. Nếu như các bạn nào mà chúng ta có những thắc mắc hoặc những kinh nghiệm gì khi mà mình sử dụng những cái chiếc máy thổi không khí tươi thông minh này thì hãy để lại comment bên dưới phần video clip bình luận nhé. Và giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.